xanh 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 trời mây, ông Sáu ông Hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ 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 hơ. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô Sáu cô Hai, ông Hai bà Bảy, bà Tám ông Mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rinh thì tha thì thục, vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm à nghe. Cậu uống gì? Cậu ngồi đi. À dạ. Cho con chai nước đi cô. Chờ xíu. Ủa? Cậu kiếm ai vậy? Con đang ngó cái nhà kia kìa. Ồ, mà quán của cô có... Uống nước đi, để tôi làm cho. Cái mảnh sân vườn này rộng quá ha. Trời ơi, nhà tôi là 8 đời ở đây rồi. Sân vườn này hả, mênh mông luôn, là nhà tôi không đó. Tới 5.000 hecta lận mà. Mát không? Mát mẻ không? Dạ mát. Làm gì ngóng ngóng bển ở ngoài vậy? Dạ, con đang ngó cái nhà bên kia. Có việc. Ủa sao không ghé bển luôn đi, tự nhiên rồi qua quán tôi uống nước rồi ngó qua nhà bên kia. Dạ. Chắc để ý cô nào phải không? Dạ không phải. Ý, cậu là nhân viên hả? Dạ. Cậu không phải người vùng này? Dạ không phải. Hèn chi tôi thấy lạ, tôi bán ở đây rồi tôi thấy ai lạ rồi tôi biết liền luôn á. Dạ, con là Hùng, kỹ sư xây dựng á. Bữa nay con xuống đây để khảo sát công trình. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Công trình? Ê, cái khu này có công trình hả? Dạ đúng rồi. Công trình gì vậy? Chuẩn bị mổ một cái con đường lớn mà 8 làn xe lận nha. Cái con đường đó tên là cao tốc chân trời. Cao tốc chân trời? Dạ. Vậy nó có chạy tuốt ra thế giới không? Dạ đúng rồi, chạy tuốt ra ngoài luôn. Trời ơi, vậy là vùng này được làm cái 8 làn xe hả? Dạ, nhưng mà... Ở cái chỗ cô có được cái đường đó đi qua không? Ê, đi qua đền bù nhiều lắm nghe. Mà tiếc một cái là không qua đây. Uống vậy? Qua cái nhà kia kìa. Đi ngang qua cái nhà đó luôn. Cái nhà có cây màu vàng vàng hả? Dạ. Ê, cái nhà đó của nhà Tư cô đơn. Ủa? Cô biết nhà chú Tư hả? Sao không? Ồ, vậy là nhà chú Tư có phước ghê luôn. Ê, cái đường đó đi qua nhà anh Chả hả? Dạ. Vậy là cái nhà anh Chả là làm thành cái đường. Làm thành cái đường 8 làn xe. Vậy là ông được đền bù. Đền bù nhiều lắm đó cô. Trời ơi, cái dự án này. Cái dự án này, thí dụ cái nhà ổng khoảng đền bù khoảng chừng 2-3 tỷ không? Làm gì có giá đó. Vậy là 800 triệu hả? Dạ không, 800 ngàn. Cái gì? 80 tỷ. Cái gì? Sao vậy cô? Dạ. Đúng rồi. Ủa? Bình tĩnh. Cô có sao không vậy? Không sao, bình tĩnh rồi. Trời đất ơi, cái nhà cha Tư cô đơn á, năm rồi kêu 200 triệu, không có ai thèm mua luôn đó. Trời ơi, bây giờ được 80 tỷ. Dạ đúng rồi. 200 triệu với 80 tỷ nó khác nhau lắm, giống như là một bước lên tới trời vậy. Trời ơi, một cái địa ngục, một cái thiên đàng á. Dạ. Ông Tư ơi là ông Tư ơi, ông ăn 8 đời cũng không hết đâu ông Tư ơi. Bởi vậy con nói chắc nhà chú Tư sống tích đức đồ này kia dữ lắm, cho nên chuyến này giống như là của trời rơi xuống để cho gia đình chú Tư hưởng. Dạ đúng rồi. Không ấy, vậy đi bữa nay ở lại nhậu với cô, ăn mừng cho anh cha Tư ha. Con với cô có quen biết gì đâu nhậu. Trước lạ sao quen cái thằng này. Nhưng mà con đang trong giờ làm việc không có nhậu được. Làm việc cái gì, bữa nay nghỉ đi, nhậu với cô một bữa, chầu này cô lo. Dạ. Có ai ở nhà không? Con đúng. Chào nè. Chú mời con xuống nhà. Dạ. Chú chủ nhà nè. Dạ con chào chú. Ủa trời ơi, người Anthony rồi ha, đẹp trai rồi, lãm quá. Dạ. Con ở đâu tới hả? Dạ con ở Sài Gòn mới xuống. Ồ vậy hả? Dạ con ngồi uống nước trà. Dạ. Uống nước trà đi con. Xin phép chú cho con ngồi đây uống ly trà với lại nhìn sang cái quán bên kia. Ủa là sao? Tự nhiên con lại quát đâu qua, con xin vô nhà gặp chú. Rồi cái ngồi uống trà xong ngồi đây giọng quá anh kia làm sao chú quát vậy? Con xin lỗi, con chưa giới thiệu. Con là Hùng, kỹ sư xây dựng. Con về đây á là để con khảo sát một cái dự án. Tại vì sắp tới đây á, ở đây sẽ mở ra một cái con đường đại lộ. Mà cái con đường đó tới 8 lằn xe lận chú. Cái con đường nó bự dữ lắm. Kỹ sư xây dựng. Dạ. Thì về đây mở đường. Dạ. 8 lằn xe. Dạ. Cái đường đó chứ nghe ở trển nó chứ đây không có. Thì đó, bởi vậy con mới nói 8 lằn xe nó bự mà nó chạy mút mù đồ này kia chị luôn. Chạy mút mù ra đây luôn dạ. Hả? Vui quá, về đây dạ. Mới mút vui dữ à. Dạ. Thì mút vui vậy cái xanh chú bự lắm. Mà con tiếc có một điều. Tiếc gì con? Cái nhà chú đẹp. Cái sân của chú nó bự. Biết sao không? Cái nhà này á, là bác đại đồng đường. Tức dạ. Là 8 đời ông bà để lại dạ. Cái sân phải rộng để cho con cháu nó chạy á. Mà 8 đời con cháu nó giờ nó rộng vậy là bình thường. Thì đó nhưng mà con tiếc có một điều á, là tự nhiên cái dự án nó về tới gần nhà chú. Tự nhiên cái nó rẽ qua bên cái quán. Xong cái nó cua qua bên kia. Cái nó hỏng vô trong đây. Né nhà chú cho mừng nó. Tự nhiên nhà đang ở 8 đời thì nó bay ngang đường làm ăn gì được nữa. Trời ơi chú nói vậy sao được. Bây giờ con hỏi chú nha. Nếu mà người ta đã xây cái đường cao tốc vậy á ngang của nhà chú thì sao chú làm ăn này kia được. Thì đó bởi vậy nó né rồi chú mừng rồi còn gì nữa. Chú không làm ăn được rồi sao chú có đồng ra đồng vô đồ này kia. Thì phải chết không. Đó bởi vậy con nói là tiếc á, là tiếc cái tiền đền bù. Đền bù nhiêu? Dạ nếu mà dự án này con nghe đâu á là khoảng 80 tới 100 tỷ. Mưa hả chú? Con nói cái gì? Dạ 80 tỷ. Dạ có nhiều khi hơn 100 tỷ nữa. Nếu con đường chạy ngang cái nhà ai mà giải tỏa thì được 80 tỷ. Dạ đúng rồi. Trời. Chú xin lỗi con. Hồi nào giờ chú chưa nghe con số này. Chú nghe số này chú say sẩm mặt mày. Ủa? Chú trắng ra. Cái nước gì rồi nó có văng qua bên con không? Dạ không sao. Cái nước này nè nấu bằng nước mưa. Nó ra vàng lắm. Mà nó dính cái nước yến của chú nữa nó keo nó dính mà giặt xài bông không có ra đâu. Dạ không sao. Ôi. Rồi cái chán vậy làm kỹ sư đúng rồi. Dạ. Chán cao mau giàu lắm. Dạ. Con ơi nhưng mà hồi nãy con nói sao nó đi ngang đây nó quẹo chỗ chú cháu mình ngồi. Dạ không. Đi ngang đây cái rẽ qua bên quán kia cái nó quẹo cái nó đi qua mấy bên kia không ghé vô đây. Quán ngang mẹ sáu bảnh hả? Rồi xong mất 80 tỷ. Con mẹ sáu được 80 tỷ. Dạ đúng rồi. Trời ơi trời tháng trước bà năng nỉ bán 100 triệu không ai thèm mua luôn. Trời đất ơi bởi vì chú thấy chưa bây giờ nó lên ghê lắm. Nè giữa 100 triệu với lại 80 tỷ chú nhìn đi. Một cái dưới đất với lại một cái trên trời. Bước một bước là lên hương luôn. Trời không khí mà trời sao chú mệt quá vậy ta. Đó bởi vậy con nói. Ủa sao nhớ đốt nhang cũng bình thường quá mà sao mà ăn ở không có đức lắm sao. Nhưng mà bởi vì con nói chú nghe này giống như là gia đình bên cô Sáu bệnh ở tốt. Có phúc có phần mà người ta nói là có đức mặc sức mà ăn. Đức hỏng á, đức gì đức không đức hỏng tức là khi mà không có tiền nhiều quá con ăn vô nhiều quá đó nó hỏng dọn nó nở hỏng bể hỏng tức là chú nói cái đức á. Nhưng mà con ơi chờ chú nói nè. Dạ ở đây cái thông tin này mình cho ai biết chưa vậy? Dạ chưa hả? Cái hay nó nằm cho nó văng nước nữa phải không? Có văng nước không? Ủa thì sao chú nói thì sao con không hiểu? Thứ bài gì nè chú nói với con đó là người đây là người quê. Dạ miệt này quê xưa lắm nghèo lắm không có tiền đâu ăn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên 80 tỷ thì cái lòng của con người đó người ta sẽ nó hư tật xấu. Xấu hư tật xấu sao nữa. Rồi người ta ăn chơi xa đỏ thì sao nữa. Cái đường cao tốc nó băng qua tệ nạn xã hội băng ngang gặp đường tệ nạn xã hội từ rồi xã hội đúng rồi chú nói bây giờ con mới thấy đúng nè. Cho nên con mới biết đối nhân xử thế là con đừng có đối với ai hết á. Ủa sao thế? Nếu con nói thì người ta hư thì sao. Nhưng chú đây là gì? Chú vững tim nó, trái tim chú rất là vững. Vậy hả chú? Vững lắm bởi vậy. Đó bây giờ là chú cháu mình nó vậy ha. Chú biết rồi, chú vững làm, chú bình thường, chú không có gì hết. Bây giờ là chú mời con một ly rượu. Không được chú ơi. Con làm công chức nhà nước với lại giờ đang trong giờ làm việc thì đâu có uống rượu uống bia được. Chú thông cảm nha, để con đi. Không sao đâu. Nhưng mình có thể mình dính chút thời gian cho nhau với lại mai mốt á. Cháu về để làm cho công trình ở đây chú ủng hộ hết lòng. Con lái làm sao mà cho nó liếm cái vách chú thôi, liếm nửa cái dáng này thôi. Cái dáng này dáng bộ ngựa ba, con liếm một miếng thôi. Chú biết điều lắm, chú biết điều vui lắm. Hơn nữa hôm nay rượu của chú á không phải là rượu dễ đâu. Chú ít có nhậu ba xíu này lắm mà mai mốt con kỹ sư gì đây. Con cần cái gì chú giúp con hết lòng. Chú mời con ly rượu đặc biệt nha con nha. Dạ, vậy chú có lòng thì con có dạ. Tôi cảm ơn con. Dạ. Má em Hưng Đông đi cài bừa, tía em Hưng Đông đi cài bừa. Má em không phải là nông dân, tía em cũng không phải là nông dân, cùng sống trên đồng trời. Cái gì hết hồn vậy ba? Trời ơi tôi mới hết hồn nè. Ủa sao? Hả? Ủa sao dự định đi thi tiếng hát Mãi Xanh hay gì mà ra đây hát nghiêu ngao rồi cuốc hay hả? Hay không? Ủa chứ bộ không bán tiệm nữa sao ra đây cuốc cái gì vậy chàng? Dẹp tiệm rồi. Sao dẹp? Nản, không muốn bán gì nữa hết. Ngàn đất thánh thần ơi, cái nghề tiệm tập quá đó, gia đình của Sáu á, là 8 đời rồi. Mình phải duy trì chứ sao lại nản không muốn bán là làm sao vậy? Thì đó, bởi vì buôn bán 8 đời rồi cho nên bây giờ tôi mới nản, tôi mới ngán, tôi không muốn buôn bán nữa, hiểu không? Không muốn buôn bán nữa. Với lại cái gì? Gì thở dài quá vậy? Mấy đêm nay á, tôi nằm tôi suy nghĩ miết. Tôi đang muốn thực hiện cái ước mơ thời thanh xuân của mình. Vậy hả? Cái ước mơ thời thanh xuân của Sáu là gì? Tôi có thể dũng phút được biết không? Tôi sẽ làm nông dân. Trời ơi, được không à? Coi lại đi à, cái dáng này mà đi ra ruộng đi sạc vào mẫu người ta à. Bước xuống ruộng rồi nợ đất người ta cứ ngất dễ khắc, rễ cây nó không bám được, báo người ta nữa. Ông tin tôi nợ nông? Làm nông và làm bài hội đồng để hồi gom tiền thì được. Chứ làm nông dân cũng được đâu, tướng Sáu sang lắm. Thì bởi vì tôi nói tôi là ước mơ của tôi. À. Tôi làm nông dân nha. Rồi cái tôi cất được một cái ngôi nhà bên bờ suối à. Ở đó có hoa lá, cây, trái, chim, chóc, véo, von. Nó yên bình giống như là nhà của ông vậy đó. À ước mơ vậy nên hôm nay giác cuốc ra đồng đó hả? Giác cuốc làm màu thôi. Để cho thấy giống nông dân thôi. Trời ơi chứ... sái cái tay luôn vậy đó. Thôi thì để xuống đi. Giống chưa? Giống chứ quá rồi. Có đất đai mà cuốc bẩm gì đâu mà cài mà cuốc. Nhà đâu có đất. Ông vậy tôi với ông dù gì cũng là tri kỷ mấy chục năm rồi đúng không? Ừ. Ông có hiểu nỗi lòng của tôi không? Ước mơ đó là ước mơ nhỏ nhoi của tôi. Ê, mấy hôm gài tôi cũng thao thức thâu đêm cho nên có hiểu nỗi lòng của Sáu. Ông bộ ông cũng có tâm sự gì hả? Có. Kể tôi nghe đi. Ủa sao bữa nay không ra đồng cài cuốc mà đi chợ vậy? Bình thường nhờ tôi đi không mà. Tôi giờ tôi không muốn ra đồng cày cuốc nữa. Sao vậy? Tôi không muốn làm nông dân nữa. Ê, cái nghề nông dân là 8 đời nhà Tư đúng không? Cho nên Tư phải duy trì truyền thống đó chứ. Tại sao không làm nữa? Chính vì 8 đời đó đó cho nên tôi mới nản đó. Bây giờ tôi muốn thực hiện ước mơ thời thiếu niên của tôi. Ước mơ thời thiếu niên của Tư là gì vậy? Là có một cái quán nhỏ gian bên đường để bán khách khứa qua lại đó, vậy thôi đó, không cần ruộng vườn gì nữa trơn, vậy thôi đó, mỗi sáng mỗi chiều là vui rồi đó. À cho nên hôm nay đi chợ muốn làm tiểu thương bán quán đúng không? Không có đi chợ làm màu chứ có quán đâu đi cho đỡ nhớ, chứ có quán đường dây 6 rồi đi. Chỉ cần có cái quán đường dây 6 đó ha, là tôi sáng chiều là bán đắp đổ qua ngày chờ qua đời thôi, là không cần gì thêm nữa. Sáu á, là bạn tri kỷ tôi mấy chục năm. Sáu có hiểu nỗi lòng của tôi không? Hiểu. Hay là mình đổi ước mơ cho nhau đi. Yeah! Cái dao kẹo liền. $80 tỷ đang dần dần trôi chậm chậm vào quán của ta. Mắc mớ gì làm chi cho nó cực. Bây giờ mình đóng khu quán mình đi nhậu cho nó sướng coi. Đi đâu hả? Đi nhậu. Nè, mắc cái gì mà mấy ngày nay đóng cửa quán hoài vậy cha nội? Làm như vậy mất khách hết sao? Kệ người ta, mất khách kệ người ta. Trời ơi, mất uổng nghe. Uổng người gì? Ta bỏ quán là người ta đi chỗ khác, người ta mua là mất luôn đó. Thì kệ người ta. Người ta có tiền người ta bỏ nó muốn đóng quán à. Nên nhớ cái quán này bây giờ là của Tư cô đơn, không còn của Sáu nữa đâu. Sáu đừng có xía vô nha Sáu. Quên. Quán của ông mà. Xía làm gì? Mà nè, nói tôi mới nhớ nha. Trời ơi, cái nhà của tôi bên bển á là nhà 8 đời để lại. Mấy người làm gì mà cỏ một tùm chứ vậy? Sao nó mê làm ruộng đó mà? Sao không cuốc cào tôi gỏi rồi nó sạch dùm cái coi mũi không á? Nhà nào 8 đời để lại ta? Cái nhà của tôi chứ nữa. Cái nhà của ông á hả? Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Có mơ không? Ủa? Tôi với ông lên xã ký giấy ông bán cho tôi rồi mà. Bây giờ nó là cái nhà của tôi, không phải nhà của ông ha. Còn cỏ mọc tùm đó là kệ tôi thích tôi để cho mọc vậy đó. Mai mốt tôi trồng cây, trồng dừa gì trong cái nhà luôn cũng là quyền của tôi. Tôi hên, Mình đã ký giao kèo rồi, xả trứng nựng rồi. Nhưng mà có điều tôi thấy nhà cỏ mọc của tôi hư ngứa mắt. Thôi yên tâm đi, 80 tỷ nó sẽ trả về cái nhà của tôi. 80 tỷ? Ừ? Không lẽ con đường cao tốc nó về đây nó chẻ làm hai hướng? Ha? Xong nói tôi hoang mang vậy? Cuối cùng 80 tỷ hả? Nhà nào nó cũng chạy vô hả? Sao ơi, Sao ơi? Chú Thương ơi, chú Thương ơi. Không bỏ lộn Sáu bên này sao? Cái gì con? Sao? Mày im đi. Tụi mày bình tĩnh coi có chuyện gì nè. Không, bây giờ Sáu có là người lớn, Sáu phải phân chia. Không phải, Sáu phải xét xử giùm con vụ này. Nói chú Tư giải quyết giùm con vụ này đi chú Tư. Vụ gì? Cái vụ mày nói gì mày? Ơi, tao cấm nha, không có được phá nhà của tao nha. Nè nè, cái đó là nhà của tao nha. Ê, cái gì nhà của mày? Nhà đó nhà của tao. Ê. Hình như tao hiểu ra vấn đề rồi đó. Bộ tụi bay cũng đổi nhà cho nhau hả? Đúng á. Là con đường cao tốc nó đi qua nhà con mà là nhà của Hồng. Đúng rồi, cái đường cao tốc đi qua nhà của Hồng, nhà của con, nhưng mà là nhà của nó, đúng rồi. Đúng rồi. Là cuối cùng tụi bay nghĩ là cái đường cao tốc vô nhà mày. Mà là nhà của nó cũng nghĩ nhà của nó. Đúng. Người ta cũng nghĩ nhà của tao. Ông Tư cũng nghĩ nhà của ông Tư. Ủa? Là sao? Tất cả chúng ta đều có 80 tỷ. Đúng. Nhưng tất cả chúng ta đều mất phong bì. Đúng là sao? Sao mất phong bì? Là con đường cao tốc không đi ngang đâu hết. Ê, ông nói vậy là sao ông Tư? Vậy rồi cái đường cao tốc chân trời nó sẽ đi qua nhà ai? Nhà ai? Con có biết đâu. Nhà ai? Con đường cao tốc chân trời đó sẽ không đi qua bất cứ nhà ai trong số này. Mà nó đi thẳng vào cái túi của cái thằng kỹ sư lừa gạt kia. Làm sao? Nghĩa là tất cả chúng ta đều bị lừa. Phương Nam vui bao câu ca. Hàng dừa xanh, xanh xanh trời mây. Ông Sáu, ông Hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô Sáu, cô Hai, ông Hai, bà Bảy, bà Tám, ông Mười, cậu Út Phương Nam. Rập ra rập rinh thì tha thì thục, vẫn khóc vẫn cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài Phương Nam vui lắm à nghe.